Rồi, chào các bạn. Tiếp tục các nội dung liên quan đến tự học phần mềm kế toán Excel online. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nội dung các nghiệp vụ cũng như cách thức thao tác nghiệp vụ kết chuyển bù trừ thuế giá trị gia tăng, nghiệp vụ mà các bạn sẽ làm vào cuối kỳ. Thế như các bạn biết thì là cái thuế giá trị gia tăng thì chúng ta nếu doanh nghiệp mà kê theo pháp khấu trừ thì công thức thuế phải nộp sẽ được bằng chênh lệch giữa thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong kỳ. À, vậy thì cuối kỳ các bạn sẽ có một cái thao tác các bạn sẽ phải làm kết chuyển. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể như sau. Nào, trên phần bảng nhập liệu các bạn để toàn bộ cái nội dung khi các bạn phát sinh cái thuế giá trị gia tăng đầu ra khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ thì chúng ta đang hạch toán ở tài khoản 3331. 331. Ví dụ như trong kỳ này các bạn nhìn thấy thuế giá trị gia tăng đầu ra ở đây phát sinh là 2.960.000. Được chưa? Các bạn sẽ kiểm tra tiếp thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế giá trị gia tăng đầu vào các bạn kiểm tra bên cột tài khoản nợ, tài khoản 133. Thì tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu các bạn nhìn như trên đây chúng ta thấy tổng phát sinh thuế đầu vào đây là 8 triệu 824.410. Là vậy với như dữ liệu của doanh nghiệp này đăng kê của tháng 10, tháng 11, tháng 12 tức là kê theo quý thì bạn nhìn thấy là cái tiền thuế đầu vào đang nhiều hơn tiền thuế đầu ra. Vậy như với doanh nghiệp này chúng ta sẽ chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng. Thì tuy nhiên bạn sẽ phải làm hiện tại hai tài khoản này đang đều có số dư đúng không? Chúng ta sẽ phải làm nghiệp vụ là kết chuyển bù trừ thuế giá trị gia tăng. À, nghiệp vụ này sẽ làm vào nếu doanh nghiệp kê khai theo quý các bạn sẽ làm vào thời điểm cuối quý nhé. Ngày 31 tháng 12. Chúng ta sẽ ghi nghiệp vụ kết chuyển bù trừ thuế giá trị gia tăng của quý 1, quý 4 năm 2017. Bù trừ mục đích để gì? Mục đích để chúng ta giữ một trong hai tài khoản có số dư thôi. Đấy. Vậy trường hợp này là các bạn sẽ toán ngược lại nhé. Tài khoản 133 phát sinh bên nợ thì khi kết chuyển bù trừ các bạn ghi bên có và ngược lại chúng ta sẽ là nợ tài khoản 3331 có tài khoản 1331 và 1332. Đấy. Số tiền lấy ở đâu? Chúng ta sẽ lấy là số phát sinh nhỏ hơn trong hai số. Phát sinh nhỏ hơn trong hai số. Đây, vậy thì nếu mà trên dữ liệu kế toán các bạn thì các bạn có thể bằng cách vừa rồi chúng ta lọc dữ liệu cũng được. À, cách thứ hai các bạn có thể xem trực tiếp trên các sổ phát sinh. Như đây tôi xem sổ chi tiết phát sinh. Các bạn bấm vào sổ chi tiết các tài khoản nhé. À, các bạn gõ tài khoản vào đây, số tài khoản 3331, đây là tiền thuế đầu ra. Chúng ta xem kỳ báo cáo, nhớ chúng ta chỉnh kỳ báo cáo nhé. Ở đây tôi xem ở quý 4 đúng rồi này. Quý 4 năm 2017. À, bạn bấm nút cập nhật. Đây, chúng ta nhìn thấy ngay tiền thuế đầu ra các bạn đang là 2 triệu 960. Là tương tự bạn kiểm tra tài khoản thuế đầu vào 1331. Ta sẽ nhìn thấy số dư đầu kỳ là 0, tổng phát sinh này 8 triệu 824. À, vậy là tiền thuế đầu ra ít hơn tiền đầu vào. Và nghiệp vụ kết chuyển bù trừ chúng ta sẽ lấy là số phát sinh nhỏ hơn trong hai số và sẽ lấy số phát sinh của cái tài khoản là 3331 là số tiền hạch toán sẽ là 2 triệu 960. Đây, các bạn sẽ on đây 2 triệu 960. Thì như nghiệp vụ này các bạn nhìn thấy ngay sau khi kết chuyển xong thì cái tài khoản 3331 sẽ là hết số dư tức là doanh nghiệp sẽ không phát sinh tiền thuê về nộp. Tài khoản 133 bạn sẽ còn một số dư đấy chính là cái số mà thuế còn được khấu trừ chuyển tiếp kỳ sau. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Song song với việc mà các bạn hạch toán trên này thì các bạn cũng luôn luôn lưu ý chúng ta cần đối chiếu với tờ khai thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp đã nộp nhé để đảm bảo. Tại vì chúng ta biết rồi các hóa đơn đầu vào đầu ra kê khai, hóa đơn đầu vào đầu ra cũng hạch toán trên này, chúng ta cần đối chiếu. Đây tôi sẽ mở thử cái tờ khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp này. Đây như bạn nhìn thấy, đây là tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý 4 năm 2017. Các bạn sẽ nhìn thấy này, tiền thuế còn được khấu trừ là đầu kỳ là 0 này. Tổng số thuế của hàng hóa dịch vụ mua vào, đây các bạn nhìn thấy là 8 triệu 824, khớp với số chúng ta phát sinh rồi đó. Tổng số thuế đầu ra này là 2 triệu 960. Đấy, các bạn luôn luôn nhớ là chúng ta so sánh này, định khoản là chúng ta lấy số nhỏ hơn trong hai số này nhé. Đấy. Số phát sinh của thuế đầu ra và so sánh với phát sinh của thuế đầu vào cộng với số dư của thuế đầu vào. Đấy. Số nào nhỏ hơn thì chúng ta lấy số đó để các bạn hạch toán. Đấy. Thì sau khi các bạn hạch toán xong thì đây như doanh nghiệp này chúng ta thấy là còn được khấu trừ 5 triệu 864. Đây chính là số thuế mà còn được khấu trừ. Đấy, đúng không? Và nếu mà bạn xem trên sổ sách báo cáo tài khoản 133 sau khi bù trừ xong mà còn dư 5 triệu 864 410 thì là các bạn làm nhiệm vụ này đúng. Tôi sẽ kiểm tra thử này.
Tôi mở bảng cân đối phát sinh tài khoản. Này các bạn để ý tôi đóng tài khoản đây 133, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, số dư cuối kỳ đấy 5864410, vậy là khớp với tờ khai rồi. Đấy, vậy là này các bạn nhìn tổng phát sinh là 8,8 triệu, bù trừ với thuế đầu ra vậy còn đây. À, sau khi đó tài khoản thuế giá trị tăng đầu ra tài khoản 3331, các bạn nhìn tài khoản 331 đây ạ. Thì tài khoản này phát sinh là 2.960.000 để kết chuyển bù trừ sau thì số dư là 0, là doanh nghiệp sẽ không phải nộp. Và cái nghiệp vụ này luôn luôn đảm bảo khi bạn kết chuyển xong thì số dư này khớp với các số liệu trên tờ khai thuế giá trị tăng. Đấy nhá, lưu ý phải khớp với số liệu tăng. Đây cũng là một trong tiêu chí mà khi các cơ quan thuế kiểm tra bao giờ cũng xem ạ. Số liệu phát sinh của các tài khoản thuế đầu vào đầu ra có khớp với số liệu trên tờ khai hay không. Đấy, các bạn lưu ý là phải chúng ta phải có nghiệp vụ kết chuyển bù trừ này. Nhắc lại thêm, đối với nghiệp vụ kết chuyển bù trừ chúng ta lấy là bao giờ là so sánh giữa phát sinh của tài khoản của thuế đầu ra và phát sinh thuế đầu vào. Thuế đầu vào bao gồm cả phát sinh lẫn gì ạ? Lẫn số còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang nhé. Đấy, và trên đây đã hướng dẫn các anh chị các bạn cách hạch toán nghiệp vụ kết chuyển bù trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán theo từng quý. Nghiệp vụ này các bạn sẽ áp dụng với doanh nghiệp đang kê khai theo pháp khấu trừ và các bạn sẽ làm vào thời điểm cuối tháng hoặc cuối quý tùy theo kỳ kê khai. Hạch toán nợ có như nào và số tiền lấy ở đâu chúng ta đã hướng dẫn chi tiết trong phần nội dung. Vậy hy vọng rằng với những cái hướng dẫn như vậy thì các bạn sau khi kê khai xong và tháng hàng quý các bạn sẽ có các nghiệp vụ kết chuyển đúng và đảm bảo số liệu cân khớp giữa kế toán và kê khai thuế. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.